Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc thành phố Uông Bí lần thứ 17, nhiệm kỳ 2024-2029 sẽ được tổ chức trong 2 ngày 24 và 25 tháng 5 năm 2024 tại Trung tâm Tổ chức Hội nghị thành phố với 230 đại biểu tham dự. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá tổng kết việc thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 16, nhiệm kỳ 2019-2024, đề ra phương hướng mục tiêu xây dựng chương trình hành động nhiệm kỳ 2024-2029, kiểm điểm hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố khóa 16, thảo luận đóng góp ý kiến và dự thảo văn kiện của Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh lần thứ 12, nhiệm kỳ 2024-2029, sửa đổi điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 10, đồng thời hiệp thương cử Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố khóa 17, nhiệm kỳ 2024-2029, đại biểu dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh lần thứ 12. Với những chương trình hành động và mục tiêu đột phá trong nhiệm kỳ mới, Đại hội hiệu triệu tới các tổ chức, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, tôn giáo, nhân sĩ, trí thức, các giai cấp, các thành phần kinh tế, người dân thành phố Uông Bí đang sinh sống làm việc ở trong và ngoài nước, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết của dân tộc Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc, truyền thống cách mạng vẻ vang của thành phố Uông Bí anh hùng, dân chủ, đồng thuận, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới vì mục tiêu xây dựng thành phố Uông Bí trở thành thành phố di sản, phát triển bền vững, ngày càng giàu đẹp văn minh, giàu bản sắc văn hóa.